đây là kiếm của ta, cũng là quan tài của ta, 16 tuổi năm ấy, Ninh Trường Cửu áo trắng huyền kiếm, nói như thế. Tiểu thuyết máu chốt Thần quốc phía trên không đạn cửa sổ, thần quốc phía trên TXT toàn tập đao loạt, thần quốc phía trên chương mới nhất đọc. Phong đẩy cảm nghĩ bản đầy đủ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 1 Hoàn thành quỷ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 2 Tỉnh lại thiếu niên Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 3 Gặp phải một cái chính mình. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được test từ nguồn Trung Quốc. Chương 4 Quỳ gối trước điện thiếu nữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 5 Tước quỷ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 6 Tiểu điện hạ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 7 Canh 3 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 8 Cây gừa cùng mặt trời lặn. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc. Chương 9 Đao kiếm vào đêm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Không lấy được tét từ nguồn Trung Quốc.